Xin chào mọi người. Thì ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cách kiểm tra xem máy tính của mình nó có bị dính rác hay không nhá. Thông thường thì máy tính các bạn xài một thời gian thì sẽ rất nhiều là rác trong máy tính và nó sẽ có thể làm cản trở, làm cho máy tính nó hoạt động, nó bị chậm đi. Rồi, thì ở đây mình sẽ sử dụng cái phần mềm. Mình sử dụng cái phần mềm đó là phần mềm đây, các bạn nhìn thấy đây, đó là do Unistaller này này. Phần mềm này rất là hữu dụng nhé. Nói chung là mình sử dụng phần mềm này để gỡ các phần mềm khác, những phần mềm cứng đầu á, hoặc là mình để dọn dẹp rác kia đó, rất là tiện ha. Thì các bạn có thể gõ lên Google tra và tải cái phần mềm này về, còn nếu mà ai không có thì có thể comment dưới video, mình sẽ cho link trực tiếp từ Google Driver tải về rất là nhanh cho các bạn. Đó, thì mình sẽ mở nó lên. Đó, đây là giao diện của nó ha. Thì khi các bạn tải về rồi thì các bạn cần phải crack nó nữa. Thì khi mà nếu các ai muốn tải thì mình sẽ cho cái link. Và link bao gồm cả code luôn, cả mã cây luôn để crack. Đây thì nó hiển thị tất cả những cái ứng dụng mà mình đã cài đặt trên máy này. Đó, ứng dụng nào các bạn mà cài đặt bằng cách cách không thông thường á, thông thường thì mình hay gỡ ứng dụng bằng cách này này. Đó, vô cái cài đặt rồi vô chữ app, app đâu rồi, đây cái chữ app này ha, app này nó có install này, nghĩa là gỡ ứng dụng trong đây. Thì thông thường mình gỡ ở đây không được thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm mình vừa mới mở lên nó cho các bạn. Đó, thông thường mình gỡ ở đây ha, mình nhấn này Unistart là mình sẽ gỡ đi ha. Đó, nếu mà gỡ không được thì mình sẽ vào đây, mình sẽ chọn cho đây, đây cũng tương tự ha, như các bạn này, các bạn nhấn đúp chuột, nó sẽ chạy thôi, nó sẽ gỡ sạch sẽ cho các bạn ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn đó là cái disk clean này, này. Đó, nó dọn dẹp các ổ đĩa. Các bạn nhấn vào chữ dòng disk clean nhé. Thì khi nhấn vào cái dòng disk clean này nó ra như thế này. Thì bây giờ mình sẽ dọn dẹp cái ổ đĩa E trước đi cho các bạn thấy ha. Để E này, đó, mình nhấn một cái là tự nó chạy luôn mà. Như bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó, nó rất là nhiều rác luôn. Thì trong một thời gian khá là dài, chắc phải cỡ độ 5-6 tháng mình cũng chưa có dọn. Đấy, nó ra này, nó chạy xong rồi các bạn này. Đây là những cái file rác, file không cần thiết ấy, hoặc là những cái ứng dụng mình chạy xong, mình xóa xong, mình không có để ý, nó chạy ngầm này, đó, nó chạy ngầm trong cái app data này, local này. Đó, sau khi chạy xong thì các bạn sẽ nhấn vào cái ô này delete all, xóa tất cả, rồi các bạn chọn z, đó, nó bắt đầu tiến hành chạy xóa cho các bạn ha. Các bạn ngồi chờ một lúc, sau khi xóa xong ấy, thường thường xóa xong thì nó sẽ còn sót lại một số cái ứng dụng cứng đầu ấy, thì các bạn sẽ nhấn xóa tiếp, xóa đến khi nào mà nó không xóa nữa được thì không được, không xóa được nữa thì thôi ha. Thì thỉnh thoảng các bạn, nói chung là cứ khoảng cỡ một tháng thì các bạn dọn dẹp một lần là ok nhất, cũng không cần thiết phải dọn dẹp nhiều đâu, thỉnh thoảng các bạn dọn dẹp là được. Ngày trước có cái phần mềm clean ấy, clean mà cái quả bí ấy, nói chung là xài cái đó thì không phải phần mềm mà bản 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 mua bản chính thức, cho nên là xài toàn bản crack thôi, nên nó không có được hiệu quả đâu ha, mà nặng máy nữa. Xài cái phần mềm là tốt nhất này. Đây, nó đã xóa xong 183 cái file này, và cái dung lượng của nó là nó hiển thị trên này này, chiếm khoảng cỡ 239 MB đổi ra, mà đổi ra ok. Đó, thì sau khi xóa xong các bạn nhìn cái thanh này này, nó đã to lên rồi. Cái lượng file mà cứng đầu thì nó sẽ, bây giờ mình sẽ quét lại thêm một lần nữa này, nhấn delete yes, nó sẽ chạy lại thêm một lần nữa. Thì nhiều file cũng rất là cứng, có nhiều cái đến nỗi phần mềm này cũng không thể gỡ được, thì các bạn phải sử dụng một số phần mềm chuyên nghiệp khác ha. Nó cứ gỡ 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 lần lượt như vậy. Đó, mình sẽ cho thêm một lần nữa, không được nữa thì thôi mình cũng bỏ tay rồi. Rồi, ok hết rồi ha. Đến đây là file máy tính của mình cũng dọn là khá sạch sẽ rồi đó. Còn bây giờ mình sẽ dọn lần lượt ha. Các bạn có thể dọn tất cả luôn này, chọn on cũng được. Ừ, nếu mình nhấn on cái nó ra tất cả luôn. Nhấn on thì hơi lâu tại vì nó kiểm tra ở đĩa C. Đa số là ứng dụng mình thường cài đặt hay là gỡ ứng dụng ấy, hay là mình lưu các file gì đó thì thường nó nằm ở trong ổ đĩa C, cho nên là gỡ bằng cái on này thì hơi là lâu. Nói chung là các bạn nên
chỉ khó chờ một xíu. Đây, cái này là cái quảng cáo của cái Microsoft, nói chung không quan trọng. Thì cái bản mình đang xài là bản 2013 thì cũng ok rồi, các bạn có thể up lên những bản mới nhất 2017, 2018, 19, 20 gì đó ha, thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà những bản mới thì tìm cây thì hơi khó một chút. Bản cũ thì cũng được rồi, xài những bản cũ cũ này nó cũng ok nữa ha. Rất là nhiều nhé, các bạn nhìn ha, rất là nhiều file trong một đĩa C của mình, là rất là nhiều những file lộn xộn linh tinh, kể cả virus nữa cũng có những file trong đó, nhưng mà virus thì nó không diệt được. Với phần mềm này chỉ có thể dọn dẹp thôi chứ không có thể diệt được virus thôi. Thì trong quá trình sử dụng đó, thì mình ghét nhất là một loại virus, chờ nó chạy thì mình sẽ nói thêm cho các bạn coi. Đây mình sẽ mở đĩa C cho các bạn coi này, C cũng gần full rồi. Thì đây là những cái dữ liệu rác này, ví dụ như cái Windows này cũng là dữ liệu rác này, những cái này thì không thể xóa bằng cái đó được, mình phải xóa bằng tay hoặc là vô cái phần này program file nhân 86 là 32 bit đấy. Xin mời các bạn coi một số cái phần mềm diệt virus mình cực kỳ ghét, nó hay vô cái máy của mình nên là mình rất là ghét nó. Cái đó nó còn hiển thị lên nhé, cho các bạn coi này, những cái này nó hiển thị lên cho các bạn coi, còn nhiều cái nó ẩn luôn cái thứ mục cho nên là mình không có nhìn thấy được. Đây các bạn thấy này, Avast này, cái phần mềm diệt virus Avast này, này ghét cực kỳ. Mỗi lần mình tải cái ứng dụng về không để ý là mình ấn lộn một phát là nó về máy luôn. Hoặc là một cái nữa đó là cái Winda Winda mà nó hình thành cái kiểu như là nó cổ điển ấy, chứ không phải là cái Winda ngày nay bây giờ. Cái loại Win Deep này mình rất là ghét nhé, tại vì mình thường mình chỉ sử dụng Winda thôi, không sử dụng Win Deep mà nó cứ tải về ức chế kinh khủng luôn. Hoặc là cái phần mềm đâu nhỉ, bữa mình xóa mất rồi ta, nó nằm ở đâu ta, một số cái phần mềm nó cứng đầu như là cái phần mềm, một số loại phần mềm diệt virus ấy, thông thường là nó nằm ở những cái phần mềm diệt virus đó các bạn, phần mềm diệt virus nói chung là nó cứ tự dưng các bạn máy các bạn đang bình thường không có cài gì virus đó, mà các bạn thấy nó về máy cái là các bạn biết liền là chắc chắn là bọn đó là bọn virus rồi ha. Những cái bản đó các bạn không nên cài, cài vào nó chỉ nặng máy thêm thôi, nó tốt nhất là xóa đi, gỡ đi, gỡ không được thì các bạn mang ra tiệm thôi, tại vì những phần mềm đó nó cứng đầu lắm, nó chạy ngầm chạy ẩn chạy các thứ linh tinh gì đó. Do mình mới đổi men cho nên là nó chưa có hiển thị ở đây này, các bạn nhìn nó vẫn chạy chưa xong này, rất là nhiều file nhé, thì là file của nó, file rác của nó nhiều quá nên nó chạy hơi là lâu. Còn mình vô trong cái phần cài đặt này đi, mình coi những cái ứng dụng không cần thiết. Hôm bữa thì mình có dọn một lần rồi cho nên là nó cũng bớt bớt được chút, mình dọn cái những cái ứng dụng mà nó cài đặt auto vào máy của mình á, cho nên mình đã gỡ bớt đi rồi. Này, các bạn nhìn này, rất là nhiều thứ không cần thiết nhé, này, những cái 3D, những cái phần mềm theo Win á, thì trong lúc cài Win các bạn có thể cài bản gót á, thì nó sẽ hạn chế được những cái phần mềm rác này đi, phần mềm không cần thiết này ha, đó rất là nhiều nữa. Mình gỡ mất rồi, gỡ mất cái thằng đó rồi, có một cái thằng siêu ghét luôn mà không biết cái tên của nó chạy. Giờ mà các bạn mà mở cái ổ đĩa C các bạn lên là đảm bảo luôn, chắc chắn 100% là chạy hơi bị lâu luôn và file rác rất là nhiều. Nếu mà các bạn chưa bao giờ mà dọn dọn dẹp máy tính á, khẳng định một điều đó luôn, chạy lâu quá.